Ripple đã bước đầu giành được chiến thắng trong vụ kiện kéo dài hơn 2 năm với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Dự án cầu nối dựa trên P-Network, P-Bridge đã xuất hiện tại lễ kỷ niệm 1 năm thành lập của Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Ở một diễn biến khác, Open Mainnet đã trở thành chủ đề được thảo luận hàng đầu trên Twitter khi sự kiện P2Day đang đến gần. Cá voi BTC tích cực ôm hàng tích lũy bất chấp tình hình thị trường có phần ảm đạm. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, gọi tắt là SEC, đã bị từ chối yêu cầu niêm phong các tài liệu, bài phát biểu Hinman gây tranh cãi. Đây là một bước phát triển quan trọng trong vụ kiện giữa SEC và Ripple, đồng thời cũng được xem là một chiến thắng đối với cộng đồng Ripple và ngành công nghiệp tiền điện tử. Được biết, kiến nghị của SEC được đệ trình vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, lập luận rằng các tài liệu này không liên quan đến quyết định phán quyết tóm tắt của tòa án và sứ mệnh của SEC quan trọng hơn quyền của công chúng đối với việc tiếp cận công chúng. Tuy nhiên, thẩm phán Annalisa Torres của tòa án quận Hoa Kỳ đã phán quyết rằng các tài liệu này nên được coi là tài liệu tư pháp và giữ nguyên giả định mạnh mẽ về quyền truy cập của công chúng. Thẩm phán Torres cũng tuyên bố thêm rằng các tài liệu bài phát biểu Hinman có thể ảnh hưởng một cách hợp lý đến phán quyết của tòa án đối với kiến nghị. Được biết, các tài liệu bài phát biểu Hinman đề cập đến bài phát biểu của William Hinman, cựu giám đốc tài chính của SEC, tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 năm 2018. Trong bài phát biểu, Hinman đã tuyên bố rằng ETH không phải là chứng khoán. Ripple đã coi bài phát biểu của Hinman là một bằng chứng quan trọng trong cuộc chiến pháp lý đang diễn ra với SEC. Do đó, việc tòa án cho phép công khai tài liệu này đã phần nào đưa Ripple đi gần hơn đến chiến thắng. Sau hơn 2 năm ròng rã theo đuổi vụ kiện với SEC, khi cơ quan quản lý này cáo buộc mã thông báo XRP của Ripple là chứng khoán, XRP đã phản ứng mạnh sau tin tức. Tính đến chiều nay, XRP đang giao dịch tại $0.448, tăng hơn 5.4% trong 24 giờ qua và dự kiến đà tăng sẽ còn tiếp tục. Một nhóm các nhà lập pháp Anh cho rằng việc giao dịch tài sản tiền điện tử như BTC và ETH nên được quy định là hình thức cờ bạc thay vì một dịch vụ tài chính. Mặc dù Vương quốc Anh hiện đang làm việc trên một khung pháp lý sẽ kết hợp các luật tài sản chính hiện có với các quy tắc mới dành riêng cho tiền điện tử. Tuy nhiên, trong một báo cáo xuất bản ngày 17 tháng 5, Ủy ban Tài chính Vương quốc Anh lại khuyến nghị mạnh mẽ việc nên quy định hoạt động đầu tư và giao dịch tiền điện tử bán lẻ tương tự như cờ bạc, phù hợp với nguyên tắc cùng rủi ro, cùng kết quả theo quy định. Cùng với nhóm các nghị sĩ lưỡng đảng, bà Harriet Baldwin, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Anh, lập luận trong báo cáo đệ trình rằng ngay cả các loại tiền điện tử lớn như BTC và ETH cũng không có giá trị nội tại và dễ biến động, cũng như không phục vụ mục đích xã hội hữu ích. Do đó, giao dịch tiền điện tử có tính chất tương tự như cờ bạc hơn là một dịch vụ tài chính. Ngoài ra, Ủy ban Tài chính cũng bày tỏ lo ngại rằng đề xuất của chính phủ có thể khiến cho người tiêu dùng lầm tưởng tiền điện tử là kênh đầu tư an toàn và được luật pháp bảo hộ, trong khi thực tế thì không phải vậy. Một khi đã bỏ tiền vào tiền điện tử, người dùng có khả năng mất trắng hết vốn. Được biết, Vương quốc Anh được xếp ở vị trí thứ 17 trong chỉ số chấp nhận tiền điện tử năm 2022, theo báo cáo từ Chainalysis. Trong một thông báo vào ngày 16 tháng 5, Coinbase cho biết họ đã tạm thời dừng thanh toán phần thưởng cho dịch vụ staking ETH của mình do vấp phải một vấn đề kỹ thuật nhỏ. Sàn giao dịch cũng đảm bảo với người dùng rằng họ vẫn đang tích lũy phần thưởng và sẽ thiết lập được khoản thanh toán sau khi giải quyết được vấn đề, dự kiến trong vòng 48 đến 72 giờ tới. Tương tự như các dịch vụ khác thuộc loại này, Coinbase cho phép người dùng gửi ETH của họ và kiếm phần thưởng staking, tỷ lệ hiện tại là 6%. Điểm thu hút người dùng của dịch vụ staking ETH trên Coinbase là sàn giao dịch không yêu cầu tối thiểu là 32 ETH để bắt đầu tham gia staking. Được biết, vào tuần trước, Coinbase cũng chứng kiến một số sự cố liên quan đến dịch vụ staking của mình. Cụ thể, phần thưởng ETH đã bị kẹt trên Coinbase vì hệ thống không hỗ trợ địa chỉ ETH từ các trình xác thực ngoài. Sự cố này đã gây đến sự phiền toái cho người dùng, với nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng khi một lượng lớn các tài khoản rút tiền của họ bị kẹt lại trên nền tảng. Trong một thông báo vào tối ngày 16 tháng 5, công ty cơ sở hạ tầng Lightning Network, Lightning Labs đã chính thức công bố phiên bản Taproot Asset V0.2 nhằm giải quyết các sự cố tắc nghẽn gần đây trên mạng Bitcoin. Theo chia sẻ từ các nhà phát triển, phiên bản mới sẽ cho phép mạng lưới đúc và lưu thông một lượng tài sản không giới hạn một cách nhanh chóng với chi phí rẻ hơn. Được biết, Taproot Asset V0.2 hiện có mặt trên Testnet
và sẽ sớm ra mắt trên mainnet. Ngoài ra, người dùng sẽ có thể tích hợp nội dung BRC20 và Lightning Network với ví, sàn giao dịch và người bán được chuyển vào thay vì phải cần khởi động một hệ sinh thái mới từ đầu. Tổng giá trị của mã thông báo BRC20 đã nhanh chóng vượt qua mốc 1 tỷ đô la vào ngày 9 tháng 5, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 500 triệu đô la, giảm gần 50% sau các sự cố nghẽn mạng gần đây của Bitcoin. Lightning Lab cho biết, bước tiếp theo của công ty sẽ là đề xuất một số cải tiến trong thông số kỹ thuật BIP và BLIP với mục tiêu cuối cùng là cho phép việc di chuyển tài sản trên Bitcoin qua lại Lightning Network tối ưu về tốc độ và chi phí giao dịch. Vào ngày 17 tháng 5, Hiệp hội Blockchain Việt Nam, gọi tắt là VBA, đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 1 năm thành lập với sự góp mặt của đông đủ các nhà hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, doanh nghiệp phát triển, tổ chức đầu tư và người dùng trực tiếp. Bên cạnh các nội dung, tổng kết hoạt động của VBA trong năm đầu mới thành lập, định hướng phát triển trong tương lai, VBA cũng đặc biệt vinh danh những cá nhân tổ chức có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp thúc đẩy sự phát triển của công nghệ blockchain ở Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, cũng trong chương trình này, lễ kết nạp hội viên lần đầu tiên cũng được VBA tổ chức trang trọng và ý nghĩa. Đáng chú ý, sự kiện có sự góp mặt của các đại diện đến từ P-Bridge, một dự án cầu nối phổ biến trong hệ sinh thái P-Network. Có thể thấy, đây là một trong số những dự án liên quan đến P-Network đầu tiên thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện blockchain lớn ở Việt Nam. Gần đây, pháp nhân P-Bridge cũng đã được thành lập chính thức dưới sự bảo hộ của chính phủ Việt Nam và chuẩn bị khai trụ sở chính tại thành phố Cần Thơ. Dữ liệu gần đây từ Sentiment cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong số các địa chỉ cá voi lớn quan trọng của Bitcoin. Trong 5 tuần qua, các địa chỉ này đã duy trì tích lũy khi bổ sung thêm 84.897 BTC bất chấp giá BTC trì trệ. Vốn luôn nắm giữ một lượng lớn BTC, các mô hình tích lũy của các cá voi này có thể cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý thị trường và các biến động giá tiềm năng. Theo Sentiment, trong chu kỳ tích lũy trước đó vào tháng 1, giá BTC đã trải qua một đợt tăng đáng kể lên đến 34,4%. Do đó, tiền lệ lịch sử này cũng đã làm dấy lên suy đoán về tác động tiềm ẩn của hoạt động tích lũy hiện tại đối với biến động giá trong tương lai. Mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu duy nhất cho thấy kết quả trong tương lai, nhưng việc tích lũy BTC ngày càng tăng bởi các địa chỉ cá voi lớn đã phần nào cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng dài hạn của BTC. Những địa chỉ cá voi này rõ ràng không hề nao núng trước sự trì trệ về giá, vốn là đặc trưng cho hoạt động thị trường gần đây của BTC. Tính đến 16 giờ chiều nay, giá BTC đang giao dịch tại 26.787 đô la, giảm 1,6% trong 24 giờ qua và giảm hơn 10% trong 30 ngày qua. Khi sự kiện P2Day diễn ra vào ngày 28 tháng 6 đang đến gần, cộng đồng Pioneer tiếp tục đặt kỳ vọng mãnh liệt về thời khắc mạng Pi sẽ open mainnet, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho họ. Tính đến chiều ngày hôm nay, ngày 17 tháng 5, từ khóa về mainnet đã phủ sóng trên không gian Twitter khi có đến 81,5 nghìn lượt tweet chỉ xếp hạng sau từ khóa Binance. Có thể thấy, điều này đã phần nào cho thấy được độ nóng và sự kỳ vọng về ngày Open Mainnet khi các Pioneer liên tục nhắc đến trong các chủ đề của mình. Cùng với việc sự kiện P2Day ngày 28 tháng 6 cũng đã một lần nữa làm dấy lên các dự đoán liên quan đến tỷ phú Elon Musk, bởi nhiều người cho rằng đây là ngày sinh nhật của Musk và trùng hợp hơn là ông cũng từng tham gia học tại Đại học Stanford giai đoạn 1995, một ngôi trường mà tiến sĩ Nicolas Kokalis công tác. Mặt khác, trên Facebook, các chủ đề về ngày Open Mainnet cũng được các Pioneer nhắc đến rơm rả. Ngoài ra, các động thái gần đây của Pico Team xoay quanh các đợt nâng cấp hệ thống cũng đã khiến cộng đồng thêm phần kỳ vọng. Người sáng lập mạng Tron và hiện đang giữ chức cố vấn của sàn giao dịch Huobi, Justin Sun, đã lên tiếng cáo buộc Li Wei, anh trai người sáng lập Huobi, Li Lin, mua bán trái phép một lượng lớn token gốc HT của Huobi, thu về lợi nhuận hàng trăm triệu đô la. Trong một loạt tweet vào ngày 16 tháng 5, Sun cho biết Wei đã nhận miễn phí lượng lớn HT khi chúng được phân phối lần đầu. Kể từ đó, người này đã liên tục bán chúng trên Huobi, thu về lợi nhuận khổng lồ. Mặc dù không tiết lộ cụ thể về tổng số tiền mà Wei đã kiếm được từ việc bán HT, nhưng Sun cam kết rằng sẽ tiếp tục điều tra và chấm dứt điều này bằng cách thu hồi và tiêu hủy các mã thông báo còn lại mà Wei giữ, thông qua sự giúp đỡ của Ủy ban Cố vấn Toàn cầu của Huobi và cộng đồng HTDL. Theo Sun, ủy ban sẽ mời Wei đàm phán hoàn lại tiền vì lợi ích cao nhất của cộng đồng HTDL, đồng thời nhấn mạnh rằng Wei đã không đóng góp bất kỳ điều gì cho cộng đồng, vì vậy anh ấy không có quyền truy cập vào các mã thông báo. Về phần mình, người sáng lập Huobi, Li Lin,
đã yêu cầu Sun cung cấp bằng chứng cho những tuyên bố trên, đồng thời cam kết sẽ bồi thường gấp 10 nếu những cáo buộc trên là đúng sự thật. Mã thông báo HT đã phản ứng mạnh sau tin tức trên. Tính đến 16 giờ chiều nay, HT đang giao dịch tại 2,93 đô la, tăng 4% trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinGecko. Thị trường tiền điện tử chiều nay tiếp tục chứng kiến sự điều chỉnh. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 1,17 nghìn tỷ đô la, giảm 0,4% trong 24 giờ qua. Bitcoin lùi về 26.875 đô la, giảm 0,5% trong ngày. Ethereum điều chỉnh về 1.806 đô la, mất 0,3% giá trị. Binance Coin trao đổi tại 309 đô la. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin Crypto 24 giờ của CryptoLeakVN. Đừng quên đăng ký tài khoản trên website của CryptoLeakVN để vừa xem video vừa earn token CLV. Xin chào và hẹn gặp lại!